Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn bún thịt nướng với chả giò nha các bạn. À, không phải chả giò là nem. Đó, bún thịt nướng với nem. Cái này, cái món này là món của Hà Nội luôn. Cái chị này cũng người Hà Nội luôn. Chị có 100 món nhưng mà mình mới thử cái món này món thứ hai thôi. Nên chị bây giờ mình cắt cái nem nướng này nha các bạn. Cái này là gọi là nem nướng đó. Đó. Mình cắt nó nha. Để coi cái gì trong này. Đó, nó có thịt chỏng này các bạn ơi. Đó, thấy không? Đó, nó có thịt đó. Nhìn hấp dẫn ha. Mình thấy mình cũng thèm đó nè. Thấy không? Để mình ăn miếng thử nha. Công nhận là ngon thiệt á. Ngon thiệt đó nha. That's a lot. Not a lot. Dẫn quá cái mùi thơm của cái nem nướng ha, rồi thịt nướng ha, rồi bún ha, nó quyện vào nhau á. Đã thì thế đi. Ngon lắm, ngon ơi, thật sự rất là phê luôn. So good. I'm not talking. No, quá trời luôn. Cuối tuần á mình mua ăn gì á đỡ nấu mà ăn nó lạ mà ngon nữa, nấu cũng mất thời gian. Nên ngon. Nên nè. Anh ăn thử chưa? So good. Thật good. Này mà nó mới làm ra chắc ngon lắm ha. Cái nem, cái bánh gì? Nem nướng. Nó giòn. Spicy, huh? So spicy. Look at that one. Strong. Why don't you say something? Ha ha ha.